xin kính chào tất cả các quý anh chị đã quay trở lại với phiên giao dịch của chúng ta phiên giao dịch ngày hôm nay là phiên ngày 10 tháng 8 thì ngày hôm nay viên index của chúng ta cũng đã tạo ra một cái cây nến nó cũng khá là tương đồng với cây nến ngày hôm qua và ngày hôm nay thực chất là nến xanh nhưng mà thị trường của chúng ta giảm 2,35 điểm từng với 0,19% thì cái thanh khoản của thị trường của chúng ta nó đã thấp dần xuống khoảng tầm hơn 14.000 tỷ và cái những cái mã cổ phiếu giảm nó cũng đã bắt đầu nhiều hơn những cái mã cổ phiếu tăng thì đây là một cái giai đoạn khá là khó chịu của thị trường khi chúng ta có thể nhìn vào cái cái diễn biến trong phiên khi mà thị trường liên tục kéo xả đúng không ạ thị trường liên tục kéo xả và tăng với von thấp cũng như là giảm với von cao đó thì cái điều này nó không hề tốt đúng không ạ anh chị có thể thể thấy được điều này nó không hề tốt bởi vì khi mà tăng von cao giảm von thấp thì đấy mới là cái dấu hiệu tốt để thị trường cũng như cổ phiếu mới có thể đi lên. Còn hiện tại thị trường của chúng ta vẫn đang nhịp nhàng uh, những cái nhịp kéo xả nhưng mà cái những cái nhịp xả thì cái volume nó lại to hơn. Thì uh, đấy là cái điều bất thường gì và để mà thị trường có thể điều chỉnh thì nó cần những cái yếu tố nào cũng như là hiện tại chúng ta còn có thể để ý đến cái dòng cổ phiếu nào cũng như là khi nào mà uh, mà mà chúng ta uh, cần cần chốt lời cũng như là cần hạ bớt tỷ trọng để tránh cái thị trường điều chỉnh thì tất cả cũng sẽ có trong video của em ngày hôm nay uh, xin kính chào quý anh chị em là nguyễn tuấn minh tư vấn đầu tư tại công ty chứng khoán vps ok thì chúng ta sẽ quay trở lại với thị trường và cái vấn đề đầu tiên thì em muốn đề cập tới đó là uh, khi cái vấn đề là khi nào thị trường của chúng ta sẽ bước vào một cái pha điều chỉnh và thông thường thì nó sẽ diễn nó sẽ cái 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 hoạt động của thị trường nó sẽ vận động ra sao à, khi mà nó lên đến cái vùng gáp mà sau khi nó rơi như này thì em cũng sẽ lấy cho anh chị một cái ví dụ. Đó là anh chị có thể quay trở về năm 2018 cái nhịp rơi của thị trường năm 2018 anh chị nhá. Đây. Em sẽ mở quay trở lại. Và em cũng sẽ chỉ cho anh chị là cái cái vận động này của thị trường nó không chỉ diễn ra ở năm 2018 mà nó còn diễn ra ở năm 2020 anh chị nhá. Đây. Với cái năm 2018 sau khi mà thị trường của chúng ta có một cái nhịp rơi như này và sau khi uh, sau khi rơi và tạo đáy, tạo đáy ngắn hạn thành công thì thị trường của chúng ta có một cái pha hồi phục lên tới khoảng tầm vài tuần giống như là thị trường của chúng ta hiện tại đúng không ạ? đó và nó cũng và nó cũng hồi phục lên. Đây nó cũng hồi phục lên hồi phục lên cái đến cái vùng này những cái vùng này và sau đó nó đi ngang vài phiên đấy nó đi ngang vài phiên và sau đó nó mới rơi trở lại được nó mới rơi trở lại được thì trong cái những cái phiên đi ngang này nó kéo dài độ khoảng tầm một tuần này thì nó rất giống với cái giai đoạn hiện tại của thị trường khi mà thị trường cũng đã hồi được khoảng hai ba tuần rồi và bắt đầu đi ngang với cái thanh khoản bán lớn hơn đấy những cái phiên tăng thì thanh khoản rất là thấp còn những cái phiên bán thì thanh khoản rất là cao Đấy, thanh khoản rất là cao Và nó bắt đầu nó kéo một cái pha hưng phấn Sau bắt đầu nó mới bắt đầu phân phối Nó bắt đầu phân phối anh chị nhá Đấy, tức là khi mà thị trường kéo lên và bị trứng lại đà tăng đó, để mà để mà thị trường phân phối được thì nó cũng sẽ phải có những cái pha hưng phấn những cái pha hưng phấn những cái pha lôi kéo dòng tiền fomo vào để nó diễn ra cái sự trao tay của những cái nhà đầu tư lớn những cái nhà đầu tư cá mập mà họ đã họ chốt hàng và họ phân phối để để cho những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ nhỏ lẻ và phô mô họ vào mua anh chị nhá đấy là đấy là cái điều mà hầu như là ở cổ phiếu hay thị trường khi mà muốn phân phối nó đều phải diễn ra nó đều phải có những cái phiên hương phấn nó đều phải có những cái phiên hưng phấn sau khi mà nó đã đã, đã chứng lại cái đà tăng nếu mà muốn phân phối thì đều phải có những cái pha hưng phấn đó, thì đây là năm 2018 nhé Anh chị có thể nhìn xuống cái đợt mà thị trường của ta rơi vì Covid Đây, thị trường của ta rơi vì Covid năm 2020 Đây Đấy Thì đây, khi mà thị trường rơi vì Covid này Sau đó hồi phục liên tục 2-3 tuần này Đó, 2-3 tuần này Và uh, đây, sau khi mà thị trường nó lên đến cái vùng này nó đã hồi phục được một được một một thời gian rồi khoảng tầm hai ba tuần cũng giống như là cũng giống như là chúng chúng ta hiện tại đấy đấy thì thị trường nó cũng nó cũng có những cái pha mà kéo hưng phấn lên sau đó mới đạp đạp ngược trở lại này đấy thì đây là những cái những cái vận động mà nó rất giống với cái thời điểm hiện tại đấy rất giống như thời hiện tại khi mà thị trường nó đã chứng lại đà tăng và nó đi ngang với cái thanh khoản bán lớn dần tức là đã có cái sự chốt lời của những nhà đầu tư ở bên dưới đúng không ạ nhưng để mà phân phối hết thì chắc chắn thị trường nó sẽ có có phải có những nó tạo ra những cái pha hưng phấn để nhỏ lẻ cũng như những cái dòng tiền đứng ngoài họ không chịu được họ phô mô vào thì cái cái dẫn đến cái hành động là trao tay của nhà đầu tư lớn cho nhà đầu tư nhỏ lẻ sau đó để họ thoát hàng và phân phối và thị trường của chúng ta bắt đầu đi vào giai đoạn điều chỉnh thì theo em nhận định thì cái cái diễn biến đó nó sẽ cũng không không còn xa đâu và nó cũng sẽ xảy ra ở cái vùng cái vùng cản là 1280 này đó và chúng ta cũng cách đâu đó khoảng tầm 15 20 điểm thôi thì nó cũng chỉ cần khéo hưng phấn hai phiên thôi là cũng đã được 15 đến 20 điểm rồi đó hoặc là chỉ cần một phiên thôi kéo hưng phấn thôi sợ để sau nó nó điều chỉnh Đấy, thì hiện tại như cái chiến lược giao dịch mà em đã đề ra cho anh chị trong video hôm qua Thì nếu mà anh chị nào mà chúng ta đang cầm cổ phiếu Chúng ta đã có lại mức lãi nhất định Và cầm những cái cổ phiếu trong những cái nhóm ngành tốt Và có ranking hàng đầu hiện tại giống như là nhóm ngành bất động sản, khu nghiệp Cũng như nhóm ngành chứng khoán Thì chúng ta sẽ chốt lời bớt Chúng ta sẽ chốt lời bớt 50% Và chúng ta giữ lại một, một cái tỷ trọng nhỏ Để chúng ta có một cái vị thế tốt khi mà chúng ta mua gia tăng hoặc là mua mua thêm khi thị trường điều chỉnh anh chị nhá đó ví dụ như là cổ phiếu chứng khoán thì chúng ta có thể thấy là hcm hcm nó cũng đã có những cái phiên điều chỉnh và nó cũng đã có xuất hiện những cái phiên bán với cái von lớn đúng không ạ đây đấy đều những cổ phiếu chứng khoán đều có cái sự trứng lại đà tăng đó và những cái nhóm ngành cổ phiếu nó bắt đầu có cái sự phân hóa ở bên trong nhóm ngành đó có những cổ phiếu thì không tăng nữa và có những cái cổ phiếu thì nó đã bắt đầu điều chỉnh. Đó, SHS này, anh chị vừa thấy này. Đấy, hoặc là anh chị có thể nhìn sang VND ngày hôm nay cũng đã có một cái phiên bị bán với một cái nến rất là xấu như này đúng không ạ? Tuy cái thanh khoản bán nó chưa lớn dần. Đó, nó vẫn có thể tăng tiếp được một hai phiên nữa uh, để tạo cái hưng phấn thì sau đó nó mới điều chỉnh được anh chị nhá. Và cái điểm mua của chúng ta thì không có nữa rồi. Đó. Và những cái cổ phiếu nào mà còn điểm mua thì em cũng sẽ điểm cho anh chị ở cuối video. Anh chị uh, uh, chú ý theo dõi đến cuối video anh chị nhá. Thì em cũng sẽ tặng cho anh chị vài cổ phiếu thì chúng ta có thể tham gia ăn dịp T cộng ở cái thời, thời thời điểm hiện tại. Đó. Và mấy ngày nay anh chị đều có thể thấy là cái dòng tiền của chúng ta nó vào những cái cổ phiếu penny rất là nhiều, những cổ phiếu có vốn hóa nhỏ. Đó, và vào một cái câu nói quen thuộc của em ở trong những cái video gần đây cũng như là trước đây đó là khi khi mà trời rông bão, đó khi trời rông bão mà những chó chú chó già bắt đầu sủa, đấy, đàn gà cũng có thể bay thì đấy là khi thị trường của chúng ta đang đứng ở trên những cái đôi chân yếu nhất thì đấy là uh, nó cũng giống như cái biểu hiện của thị trường hiện tại khi mà gần đây rất nhiều những cái mã cổ phiếu có vốn hóa nhỏ không có tên tuổi những cổ phiếu penny nó đã tím rất là nhiều dòng tiền có có cái chiều hướng là tìm đến những cổ phiếu đó đó để để đánh lên thì đấy là đấy là cái dấu hiệu mà thị trường của chúng ta sắp chỉnh đó và cái điều kiện để thị thị trường chỉnh thì em cũng đã nói với anh chị là thị trường của chúng ta cần một vài một đến hai phiên hưng phấn nữa kéo hưng phấn nữa khoảng tầm 10 đến 20 điểm thì khi đó những cái dòng tiền fomo nó mới bắt đầu vào và nó mới có sự trao tay của nhà đầu tư lớn cho nhà đầu tư nhỏ lẻ còn hiện tại cái sự trao tay nó đã có nhưng mà nó rất là ít nó rất là ít và nó diễn ra vài phiên nay rồi nó chủ yếu là của của những nhà đầu tư vừa và nhỏ đấy à, có có thể là ở trong đây tiền lớn cũng đã thoát ra một phần rồi nó đã thoát ra một phần rồi đó nhưng mà nó rất là đều đặn này khiến khiến cho những nhà đầu tư của chúng ta không biết là nên bán hay là nên mua ở thời điểm hiện tại đó vậy nên là những những cái cổ phiếu mà chúng ta đã đều có lãi thì chúng ta nên chốt bớt dần trên cái đường mà thị trường đi lên à, hoặc là những cái phiên hưng phấn tiếp theo của thị trường anh chị nhá đấy không phải là thời gian mà chúng để để chúng ta mua mà đấy là thời, thời, gian để chúng ta bán chúng ta mua khi mà thị trường đã điều chỉnh thị trường đang điều chỉnh anh chị nhá đó và có những cái nhóm ngành mà nó điều chỉnh trước thị trường như em đã nói với anh chị đó là nhóm ngành bất động sản khu nghiệp đúng không ạ chúng ta có vgc chúng ta có vgc đây là cái cổ phiếu nó cũng đã điều chỉnh trước thị trường khá là nhiều rồi đó thị trường chưa điều chỉnh nhá mà nó cũng đã điều chỉnh khoảng tầm hơn một tuần nay rồi đấy nó không qua được cái giá, nó không vượt qua được cái vùng giá 60 này và em cũng đã nhắc anh chị là nếu mà nó xuống cái vùng giá 54, 5354 này thì hoàn toàn là chúng ta có thể tham tham khảo để chúng ta giải ngân được. Đó và nó cũng sẽ đánh vượt đỉnh mà thôi. Đó, ok, nó đang lên đến cái vùng cản đỉnh cũ này rồi và nó đang chịu sự điều chỉnh. Và đâu đó em thấy là nó cũng đang mong chờ một cái cú điều chỉnh mạnh của thị trường để những cái người mua ở dưới này người ta có thể chốt lời bớt đó để có sự trao tay của những nhà đầu tư lớn cho những nhà đầu tư nhỏ lẻ anh chị ha, ok đấy thì um, uh, nói chung là những cái nhóm ngành mà nó chạy trước thị trường nó cũng sẽ điều chỉnh trước thị trường và khi mà thị trường điều chỉnh nó cũng sẽ tăng đấy nó cũng sẽ nó cũng sẽ tăng khi mà thị trường điều chỉnh bởi vì nó đã điều chỉnh trước thị trường rồi vậy nên là không có lý do gì để mà những cái cổ phiếu này nó không chạy trong cái thời điểm đó cả đúng không ạ đấy bởi vì những cái cổ phiếu thứ nhất là với cái dạng mà nó đã tích lũy ở trên đỉnh khá là lâu như này rồi nó không chịu xuống nó không chịu điều chỉnh đúng không? thì chắc chắn nó phải có một lý do nào đấy tức là người ta chưa muốn bán người ta chưa muốn bán ở cái vùng giá này mà cái người ta đợi một cái vùng giá khác tốt hơn để người ta bán thì chứng tỏ là cái tiềm năng cái dư địa tăng trưởng của những cổ phiếu này nó vẫn còn đó và nó đang đi để nó xây một cái nền ở đây đấy thì ngoài những cái cổ phiếu bất động sản công nghiệp ra thì chúng ta đều Ờ, nhận thấy rằng những cái nhóm cổ phiếu này là những cái nhóm cổ phiếu nó chưa nó chưa tăng và nó đã chỉnh nó xây nền khá lâu rồi đó là nhóm bán lẻ anh chị nhá bán lẻ thì chúng ta có gì có png này có mwg đúng không ạ chúng ta có mwg đấy chúng ta có pet con pet này thì cái độ lái của nó đánh khá là bốc vậy nên là em cũng không hay chơi con này lắm mà png này mwg này thế giới số này đi dgvk này đó Và chỉ có duy nhất là FRT Vài hôm trước thì cũng có Cái nhịp hồi rất là tốt Nhưng mà ngay lập tức sau đó đã, đã bị điều chỉnh trở lại Đó Thì đây là những cái mã cổ phiếu mà nó nó chưa hồi được nhiều Những cổ phiếu mã cổ phiếu kênh trên Của nhóm anh bán lẻ mà nó chưa hồi được nhiều Để anh chị có thể tham khảo trong cái nhịp điều chỉnh sắp tới anh chị nhá. Hoặc là để nó về những cái vùng giá nền như này Chúng ta gom Chúng ta, chúng ta mua thêm Đấy bởi vì để những cái cổ phiếu này xuống nó xuống nữa thì rất là khó rất là khó cả một cái nhịp mà thị trường rơi như thế mà mà những cái cổ phiếu này nó hồi nó hồi được lên và nó đã sang một cái vòng mới rồi thì chúng ta phải đánh theo vòng mới của nó chứ chúng ta không thể chờ đợi nó xuống sâu như những cái cổ phiếu khác được đó bởi vì những cái ngành cổ phiếu này hiện nó là những cái ngành rất là mạnh trong trong một hai năm gần đây Đấy, những cái mức độ tăng trưởng của nó vẫn rất là tốt nhất là ngành bán lẻ khi mà việt nam chúng ta mở cửa covid đúng không ạ thì cái ngành bán lẻ nó là ngành bùng nổ về về doanh thu cũng như về lợi nhuận Đấy. hiện tại thì nó cũng đã có sự chững lại rồi nhưng mà hoàn toàn chúng ta vẫn có thể kỳ vọng vào những cái con sóng bán lẻ cuối năm khi mà cái nhu cầu mua sắm của mọi người cũng đang dần tăng lên anh chị ha đó ok thế thì hôm nay em cũng giới thiệu cho anh chị vài mã cổ phiếu mà ở một cái nhóm ngành mà nó đánh nó đánh nó không liên quan nhiều đến thị trường cho lắm và nó liên quan đến cái giá cả của của những cái loại hàng trên thế giới và cụ thể những loại hàng ở đây đó là dầu khí anh chị nhá. Thì những cái cổ phiếu dầu khí này ví dụ như là anh chị có thể thấy là PVD đúng không ạ, nó cũng đã tăng rồi. Vậy thì chúng ta sẽ không mua được nữa. Thì ngoài PVD thì còn những cái cổ phiếu dầu khí nào mà chúng ta có thể tham khảo trong cái thời gian hiện sắp tới hoặc là chúng ta có thể giải ngân trong những cái phiên ngày mai đầu tiên đó là plx đầu đoàn xăng dầu việt nam đó thì plx anh chị có thể thấy là sau những cái nhịp rơi ấy, thì nó cũng đã có những cái nhịp uh, hồi phục và uh, phân phối tạm thời sau đó nó đi nền với cái thanh khoản rất là thấp đó thì uh, hiện tại nó cũng đã có, có dòng tiền vào và nó đã có hai cái phiên test lại về cái vùng MA20 này rồi Cái phiên này là cái phiên test lại về vùng MA20 Và cái thanh khoản bán của nó cũng nhỏ hơn dần Bollinger Band bắt đầu siết vào đúng không ạ Và và MA20 bắt đầu hướng lên Thì đây là đây là cái dấu hiệu cho thấy là những cái cổ phiếu này Nó cũng sẽ tăng được trong cái thời gian tới Khi mà những cái được những cái chỉ báo kỹ thuật hỗ trợ Là một thứ hai là cái yếu tố cung cầu Nó cũng đang hỗ trợ khi mà nó đang ở nền Đúng không ạ, nó đang ở cái vùng cầu nó đang ở cái vùng cầu và nó chưa lên đến những cái vùng cung vậy thì hoàn toàn là chúng ta có thể tham gia những cái cổ phiếu dạng như này khi mà đợt vừa rồi thị trường hồi phục rất là nhiều đó những 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 cái mã cổ phiếu khác nó cũng đã hồi phục rất là nhiều và nó sắp đến những cái chu kỳ điều chỉnh của nó thì chúng ta sẽ tham gia ở những cái cổ phiếu mà nó chưa nó chưa chạy anh chị nhá đó và cái ngành dầu khí này thì anh chị có thể thấy là những cái con dẫn đầu như con PVD nó cũng đã chạy rồi thì chắc chắn là những cái con cổ phiếu đằng sau uh, như PVS, PVC uh, và PLX cũng như OI thì nó cũng sẽ chạy sau đó vậy nên là ngày hôm nay thì em cũng giới thiệu cho anh chị những cổ phiếu những cái mã cổ phiếu dầu khí mà chúng ta có thể tham khảo và nó có và nó có cái xác suất tăng trong cái thời gian tới anh chị nhá đó về cái yếu tố kỹ thuật thì cũng đã phân tích cho anh chị rồi với con PLX đúng không ạ à, tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cực cái cổ phiếu đầu ngành của nhóm dầu khí đó là cổ phiếu BSR công ty hóa dầu Bình Sơn anh chị có thể thấy là Bình Sơn nó cũng đã tạo một cái nền rất là rất là chặt ở đây, nó siết rất là chặt ở đây với cái thanh khoản rất là nhỏ đúng không ạ? Với thanh khoản rất là nhỏ và với những cái đường Bollinger band nó đang siết chặt như này cũng như đường MA 20 hướng lên và cái vùng cung mạnh của nó là ở cái vùng 28 này thì hiện tại nó đang ở giá 25 và từ 25 lên 28 thì chúng ta có ba giá nữa tương với mức tăng là khoảng 12 đến 13% thì đây hoàn toàn là một cái lợi nhuận anh chị có thể tham khảo anh chị nhá. Và nó đã xây nền ở đây nó khoảng tầm 2 đến 3 tuần rồi đấy mà nó không rơi. Mà nó không rơi chứng tỏ là ở chứng tỏ là cái lượng cung cầu ở đây nó rất là cân bằng người, lượng người mua lượng người bán bằng nhau vậy nên là nó chỉ đi ngang thôi đó và những cái pha những cái phiên mà nó bị bán thì cái thanh khoản bán nó cũng đã giảm dần rồi đó hầu như là không có người bán nữa rồi và nó cũng đã có cái xu hướng nhích bật tăng rồi nhưng mà ở hiện tại là nó chưa tăng được bởi vì cái thị trường của chúng ta nó vẫn đang uh, khá, đi ngang khá là khó chịu đấy khá là khó chịu thì em tin là trong một vài phiên tới thì những cái cổ phiếu dầu khí này nó cũng sẽ có cái sự bật tăng thôi và chúng ta sẽ mua để lấy cái vị thế đẹp trước anh chị nhá mua để lấy vị thế đẹp trước và cái tỷ trọng giải ngân ở thời điểm hiện tại em em xin lưu ý với anh chị đó là chúng ta giải ngân với cái tỷ trọng cực kỳ thấp thôi chúng ta không on in vào anh chị nhá và chúng ta chúng ta hãy chờ đợi thị trường những anh chị nào mà chưa mua hàng chưa có hàng chúng ta hãy chờ đợi thị trường điều chỉnh chúng ta hãy dành những cái nguồn vốn đó để khi mà thị trường điều chỉnh sâu chúng ta mới tham gia còn hiện tại chúng ta sẽ trích một cái phần vốn nhỏ để chúng ta đánh cho đỡ nghiện anh chị ha đây đây nó gọi là đánh cho đỡ nghiện chứ không phải là là, là đánh đánh để cầm lâu đâu mà chúng ta chỉ đánh khi hàng tây cộng về là chúng ta bán thôi đó, thì anh chị cũng có thấy là những cái cổ phiếu nhóm này dầu khí nó có tính đầu cơ rất cao. Đó, nó thỏa mãn được những cái cơn nghiện của những nhà đầu tư mà cầm tiền nhưng không được mua ở giai đoạn này anh chị nhá. Đó, thì ngoài BR ra thì hôm nay em cũng có soi được một con đó con PVC. Con này thì cũng chưa chạy. Đó, nó nó cũng chưa chạy và nó cũng đã có những cái nhịp mà tiền uh, tiền vào này và test lại với cái von nhỏ này. Đấy, ngày hôm nay thì nó cũng đã tạo một mức tăng là 1,66%. Thì rất có thể là những cái uh, ngày mai thì nó cũng sẽ nó cũng sẽ bước vào bước vào một cái đà tăng mạnh. Đấy, thì cái target uh, tiếp theo của PVC nó nằm ở cái vùng 24 này và hiện tại nó đang ở giá 18. Thì khi trên đường lên thì chắc chắn nó cũng sẽ gặp những cái cản nhỏ, những cản tâm lý ở đây. Thì anh 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 chị hoàn toàn là chúng ta có thể nắm giữ anh chị nhá, bởi vì con này nó target nó cũng còn khá là xa và chúng ta có thể mua lấy cái vị thế nắm giữ cũng như là một cái vị thế đẹp cho chúng ta vào ngày mai. Đấy, thực ra thì em cũng đã mua ngày hôm nay rồi và ngày mai thì anh chị vẫn có thể mua được anh chị nhá đó thì um, ngoài ba cổ phiếu đấy ra thì anh chị cũng có thể tham khảo pvs pvs thì ngày nay ngày hôm nay nó cũng tăng rồi nên em không thích lắm em không thích pvs lắm bởi vì ngày hôm nay nó cũng đã tăng rồi nó cũng đã giống nó cũng đã đi theo pvd rồi thì uh, chắc chắn là những cái cổ phiếu này những cái phiên sắp tới nó cũng sẽ tăng thôi đó ok đấy thì ngày hôm nay tự chung lại là về thị trường của chúng ta vẫn là một cái viên đi ngang rất là khó chịu và khi nào thị trường chỉnh đúng không ạ khi thị trường chỉnh chỉ khi thị trường tạo ra được những cái pha hưng phấn đi lên đến cái vùng cản này để nó để nó tạo để nó, nó là một cái một cái cơ hội để để dành cho những cái nhà đầu tư lớn cũng như là những cái nhà đầu tư mà họ ôm nhiều cổ phiếu họ chưa chốt được để họ có cơ hội trao tay cổ phiếu họ bán cho những cái dòng tiền FOMO khi mà những cái dòng tiền FOMO đấy đang đứng ở ngoài thị trường nó không được mua nó không dám mua ở thời điểm hiện tại và nó chờ một cái tín hiệu của thị trường đó thì chắc chắn là thị trường nó cũng sẽ làm một cái động tác đó là tăng hưng phấn để cho những cái dòng tiền nó không chịu được nó vào nó mua cổ phiếu thì đấy là những lúc mà chúng ta bán ra đó anh chị anh chị cứ để ý mà xem chắc chắn là đang có rất là nhiều người rất là nhiều người cầm tiền ở ngoài và họ chưa mua được cái gì cả hoặc là những cái thời gian vừa qua trên cái đường mà thị trường của chúng ta lên họ là mất hàng đấy những cái pha rung lắc nhỏ của thị trường họ không chịu được họ bán và hiện tại họ đang mất hàng họ đang mất đi cái số lãi của họ và họ cũng đang rất là cay cú vậy đây là những cái phiên hưng phấn của thị trường tiếp theo là em cho rằng đấy là cần thiết đó chứ nếu mà không có những cái phiên hưng phấn thì chắc chắn là thị trường của, của chúng ta cũng sẽ phân phối nhưng mà phân phối theo cái dạng đi ngang đó và phân phối theo những cái dạng kéo xả kéo xả kéo xả như thế là rất như thế thì rất khó chịu, chúng ta cũng không mua được cổ phiếu mà chúng ta cũng không bán được cổ phiếu. Đó, thì chắc chắn lúc đấy cái thanh khoản của thị trường nó thị trường nó cũng sẽ thấp đi và thị trường nó cũng sẽ đi xuống từ từ thôi. Đó, lúc đấy thì chúng ta cũng sẽ khó mua và cái thời gian mà chúng ta chờ đợi nó cũng sẽ lâu hơn nhiều. Đó, anh chị lưu ý cái điều đấy nhá. Đó và anh chị nào mà chúng ta muốn vào cái room thảo luận của em À, trong uh, trong uh, trong Zalo này đó thì hàng ngày em cũng sẽ cập nhật những cái mã cổ phiếu cũng như là những cái video nhận định thị trường ở trong này. Đấy thì anh chị hoàn toàn có thể vào miễn phí anh chị nhá. Và em cũng có một cái room nữa là room khách hàng thì ở đây em cũng uh, cập nhật những cái mã cổ phiếu mà cũng như những cái thông tin thị trường, những cái điểm điểm mua cổ phiếu uh, sớm nhất cho anh chị. Đó anh chị mà muốn vào cái room này của em thì anh chị có thể mở tài khoản VPS, gắn ID giới thiệu của em là L358 cũng như là nếu mà anh chị nào À, muốn muốn vào trải nghiệm thì có thể nhắn tin cho em vào cái số Zalo ở dưới màn hình anh chị nhá. Thì anh chị có thể vào trải nghiệm miễn phí. Thì ở đây thì cũng hàng ngày em cũng cập nhật uh, thông tin cũng như là những cái mã cổ phiếu mà chúng ta có điểm mua để uh, anh chị có thể giải ngân. Anh chị ha. À? Ok, thì uh, em cũng xin dừng video của mình ở đây. Thì em cũng xin kính chúc anh chị uh, ngày mai là uh, có một cái phiên giao dịch uh, thuận lợi và có những cái điểm mua điểm bán cổ phiếu đẹp. Đó, cũng như là uh, chúng ta uh, có một cái phiên uh, à có một cái có một cái phiên ngày kia nữa là cái phiên đóng đến tuần là một cái phiên đẹp để sang tuần chúng ta có thể đi chợ anh chị nhá. Đó, cái việc đi chợ nó cũng không nó cũng không còn lâu nữa đâu. Đó, em tin là từ giờ đến đầu tuần sau nó cũng sẽ có những cái pha hưng phấn để mà dòng tiền FOMO đi vào. Đấy, thì để thị trường có thể điều chỉnh và chúng ta có thể giải ngân anh chị ha. Ok em xin chào và tạm biệt anh chị